Xin chào các bạn đang theo dõi kênh video của xe điện motor điện. Kênh video của chúng tôi là kênh video hàng đầu về các cái dòng sản phẩm dành cho xe điện, xe máy xăng 3-4 bánh, chuyên về các dòng phụ tùng làm cho xe 3-4 bánh. Cái mẫu video ngày hôm nay mình xin giới thiệu đến cho các bạn cái toàn bộ cái mẫu đèn để độ chế xe điện, xe xăng. Tất cả những cái dòng đèn chạy điện 12V, các mẫu đèn luôn. Thì phía bên trái các bạn là những cái màu trắng là đèn pha, có loại thì tích hợp sẵn đèn xi nhan, có loại thì không tích hợp đèn xi nhan. Và bên phải là toàn bộ đèn xi nhan đơn, đèn xi nhan đôi, đèn xi nhan 3 bóng, 4 bóng. Ở đây mình sẽ không nói cụ thể cái nào dành cho 3 bánh hay 4 bánh. Mình chỉ nói về các cái thông số kỹ thuật, các cái kích thước. Còn việc nắp vào đâu hay nắp như thế nào thì các bạn là những người làm xe sẽ tự có con mắt thẩm mỹ của mình, nắp loại nào cho phù hợp và loại nào cho nó giá thành rẻ. Thì hầu như những cái dòng đèn trên này thì giá nó cũng chỉ vài chục nghìn thôi. Chỉ có một số cái mẫu đèn pha to và mẫu đèn hậu to là giá đắt. Còn lại là những đèn đơn, đèn đôi và đèn 3 thì thường là khoảng 90.000 đến 50.000, 60.000 và 30.000. Đèn pha thì cũng vậy. Ở đây thì có cả đèn pha dành cho 3 bánh, đèn pha dành cho 4 bánh. Thì các bạn xem ở trên cái video của mình, sau đó là tự mình có những lựa chọn dành riêng cho các bạn. Giá cả ở đây thì nó quá là nhiều, mình cũng không nhớ được cụ thể từng món một. Các bạn khi mua hàng thì có thể khoanh tròn từng loại một và gửi hình sang bên mình sẽ báo giá. Còn mình làm video thì trong video có những loại nào mình nhớ giá thì mình sẽ thông báo giá luôn. Nó cũng không có nhiều loại lắm. Để mong các bạn chú ý theo dõi. Sau đây mình sẽ đi chi tiết các cái loại một. Trước tiên là mình giới thiệu đến các cái loại đèn pha trước. Ở đây thì hầu như các loại đèn pha đều sử dụng đèn điện áp 12V. Đây là đèn pha vân xanh, có kích thước là 19 nhân với này là 10. Đây là đèn pha vân xanh, đèn này có giá là 170.000 một đôi. Đèn này là đèn LED các bạn nhé, cũng chạy 12V. Đây là đèn pha vân xanh thì đèn này không có đèn LED đi kèm, mà các bạn phải tự lắp một cái đèn LED đơn như thế này hoặc là như thế kia để lắp vào để làm xi nhan rời. Còn đây là đèn pha, kích thước tương ứng cũng như vậy, nhưng nó có bóng xi nhan tích hợp ở bên trong luôn. Đây là bóng xi nhan của nó, kích thước thì cũng tương ứng là 19 nhân với lại 10. Giá của thằng đèn kèm xi nhan này là 170.000, 175.000 một đôi. Tiếp theo là đến cái đèn pha vuông như này. Đèn này thì sử dụng bóng tóc xenon, bóng sợi đốt. Có hai chế độ cốt pha, nhưng sử dụng bóng tóc các bạn nhé. Kích thước của cái này là 18 nhân 9 phân. 9 nhân 18. Đèn này cũng sử dụng điện áp 12V. Tiếp theo là cái đèn pha mắt bi này. Thì đèn này nó sử dụng cũng điện áp 12V, có tích hợp xi nhan. Đèn pha độ sáng thì cũng tương đối thôi, không phải là sáng lắm. Kích thước của nó là 20 nhân 13. Các bạn có thể bố trí nó quay như thế này hay như thế nào thì tùy.
Đây mình chỉ nêu về kích thước thôi. Giá của một đôi đèn này là 220.000 đồng. Tiếp theo đến là đèn này là đèn bi cầu. Đèn này là đèn to. Nó dạng dạng như một cái đèn pha của ô tô. Đây là dòng đèn cao cấp. Kích thước của nó như sau. Nó được bo góc cong. Tất cả là cũng sử dụng điện 12V. Ở đây nó có một bóng này. Đây nó có hai bóng này. Và dưới này là bóng xi nhan. Xi nhan thì dùng bóng tóc. Còn hai bên này là led bi cầu. Nó có led sáng và led vừa. Kích thước chiều dài nhất của nó là 33cm. Chiều cao của nó là 17cm. Và chiều sâu nhất của nó là 16cm. Đèn này rất là sáng. Giá của một đôi đèn này là 550.000 đồng một đôi. À, tiếp theo đến là hai mẫu đèn pha này là dành cho xe 3 bánh. Các bạn có thể làm cho 4 bánh hay là cái gì thì tùy. Nhưng chính thức thì nó là của 3 bánh. Thì hai thằng này thì mẫu này thì rẻ hơn một chút. Mẫu này chỉ có 130.000 một cái thôi. Mẫu này là 160.000, nó sáng hơn. Đấy. À, kích thước của nó lần lượt là đường kính là 19. Thằng kia là 17. Còn chiều cao của nó là 14-15. Tiếp theo là đến cái mẫu đèn pha đơn tròn này. Đèn này thì sử dụng bóng dạng sợi đốt. Có đường kính là 12cm. Chiều dày của nó là 6cm. Các bạn có thể dùng cái này độ đèn này dành cho xe dép cũng được. Đèn này nó có bộ đế bắt đây. Và một cái đèn nữa rất là ngầu. Đây là đèn có lưới giả đằng trước. Đèn này có đường kính là 12cm. Và chiều dày về đằng sau của nó là 12cm. Đèn này cũng sử dụng bóng sợi đốt. Có hai chế độ đèn xa, đèn gần. Đèn này rất là đẹp. Có đế bắt luôn. Có ốc bắt nữa. Như vậy là sơ sơ qua là ở đây là tổng là có 6 mẫu đèn pha khác nhau. Còn bây giờ mình xin giới thiệu sang đến các cái mẫu đèn xi nhan. Xi nhan thì cũng hầu như là sử dụng bóng led và bóng tóc. Thì ở đây mình xin giới thiệu đầu tiên là cái đèn xi nhan có mũi tên. Đèn này là đèn led sử dụng điện áp 12V. Kích thước chiều dài là 30cm. Chiều cao là 9cm. Bóng này có loại 3 loại đèn khác nhau. 3 chế độ sáng, xi nhan, đèn pha và đèn phanh. Tiếp theo đến là cái mẫu đèn to này. Mẫu đèn to này thì có 4 chế độ sáng đầy đủ. Đèn phanh, đèn pha, đèn lùi và xi nhan. 4 chế độ đầy đủ. Bây giờ những cái đèn nào có 4 chế độ là các bạn sẽ hiểu là nó dùng cho 4 chức năng. Mình sẽ không giới thiệu về chức năng gì nữa các bạn nhé. Kích thước chiều cao của nó là 27. Chiều lớn nhất là 14. Và chiều sâu của nó là 8cm. Một đôi đèn hậu vát, đây mình cứ gọi là đèn hậu vát đi. Thì giá của đèn hậu vát này là 160.000 một đôi. Nó sử dụng bóng led và chạy điện áp 12V. Những cái mẫu đèn đơn này thì mình không giới thiệu nữa. Đây là dòng đèn cao cấp, đèn đơn nhưng mà bóng cao cấp. Có đường kính là 10cm. Những thằng nhỏ hơn là đường kính 8cm. Đây là 8cm. Đây là mẫu rẻ nhất. Xong đến mẫu này, mẫu này là đắt nhất.
Ngoài ra thì nó có cả dòng đèn xi nhan vuông như này nữa. Đèn này thì xi nhan vuông, cũng 12V bóng tóc, kích thước là chiều dài 8, chiều rộng là 5. Và một số cái mẫu đèn 3 bóng phổ thông như này. Mẫu đèn này thì hiện nó cũng đã cũ rồi, có khả năng là sẽ không còn hàng. Tiếp đến mẫu này cũng chỉ còn một vài đôi thôi. Hai mẫu này thì có sẽ là không còn sẵn hàng. Bởi vì thực ra là hai mẫu này chất lượng nó cũng kém cho nên mình đã bỏ, không nhập nữa. Nó chỉ còn một số thôi, các bạn mua thì mình sẽ bán cho các bạn thanh lý với giá khoảng 20-30 nghìn một đôi thôi. Có thể nó sẽ hơi bị sứt mẻ hoặc vỡ một chút thì các bạn tận dụng. Tiếp theo nữa là đến cái mẫu đèn 3 bóng, đèn hậu 3 bóng đèn to này. Mặc dù nó là 3 bóng nhưng nó vẫn đầy đủ 4 chức năng. Và đây là đèn LED. Đèn này có chiều dài là 30. Đưa chiều rộng là 11 cm. Đèn này là rất là to, phù hợp để làm những cái xe độ khoảng 1m2, 1m4. Rất là đẹp. Giá của một đôi đèn này là 135 nghìn một đôi. Tiếp theo là cái mẫu đèn LED, cũng là LED 4 chế độ, nhưng mà bóng ở trong nó là bóng vuông. Thằng này thì nó đắt hơn thằng này một chút, này là 160 một đôi nhưng nó rất là chất lượng. Kích thước chiều dài nhất của nó là 29 cm, kích thước rộng của nó là 11 cm. Tiếp theo là đến cái đèn hậu. Đèn hậu này rất là chất lượng và bên mình nó bán rất là nhiều rồi. Trông nó rất là nhỏ nhưng mà nó rất chắc chắn, và nó rất chắc chắn cho nên là mình đã ưu tiên sử dụng thằng này rất là nhiều. Thằng này thì có kích thước là 16 và chiều rộng của nó là 7 cm. Đèn này cũng có 3 chế độ. Đây là hai cái mẫu xi nhan của xe ba bánh, xi nhan mũi tên và xi nhan đơn. Cái mẫu này thì các bạn lắp cho xe ba bánh hay bốn bánh thì tùy theo cái phong cách của mình. Tiếp theo đến là cái mẫu xi nhan đơn, xi nhan nhỏ dài như này. Cái mẫu này thì có thể bố trí lắp bên sườn xe hoặc lắp phía trước theo thẩm mỹ con mắt của từng người. Và cái này có kích thước cũng khá là nhỏ thôi. Chiều dài là 12 cm, còn chiều rộng thì nó là 3,5 cm, rất là nhỏ. Tiếp theo đến là một cái đôi đèn vát, đèn hậu vát như này. Đèn này thì có kích thước là dài nhất là 27 cm, kích thước chiều rộng là 9 cm. Đèn này thì có 3 chế độ sáng, nhưng các bạn có thể nâng cấp lên thành 4 chế độ sáng được. Hiện ở đây nó có 4 lỗ cắm, 1, 2, 3, 4 này. Nhưng mà nhà sản xuất người ta chỉ cắm 3 bóng thôi. Thì các bạn muốn có 4 chế độ sáng thì các bạn lắp thêm một cái chui bóng vào đây nữa. Cái này mình có thể nâng cấp lên được. Tiếp đến là một cái loại đèn nữa, cũng là đèn chất lượng. Đèn này rất là chắc chắn, đèn này. Những cái mẫu đèn, chỉ có hai mẫu đèn mình bỏ không nhập nữa là nó quá ỏ bẹp. Đây, cái mẫu đèn rời này nó hơi bị ỏ bẹp cho nên là mình không nhập nữa. Mẫu đèn này thì nó không còn sản xuất nữa. Mẫu đèn này cũng được nhưng mà bây giờ nhà máy người ta không sản xuất cho nên là mình cũng không nhập được. Cái mẫu này cũng khá là đẹp. Đây là mẫu đèn hậu 3 bóng, nó hơi bo góc một tí. Các bạn làm xe mà muốn bo góc, nó bo góc và nó hơi lồi lên một chút. Nếu mà các bạn bo được vào khung thì rất là đẹp, thẩm mỹ. Đây là đèn này cũng 3 chế độ, lùi, pha, xi nhan. Đấy. Và cuối cùng là một cái mẫu đèn xi nhan mũi tên loại nhỏ.
Đợt này loại là rẻ thôi. Đèn này thì nó có 4 chế độ. 1, 2, 3, 4. Cái này là 4 bóng. Đây là bóng mình chưa lắp nhưng nó đều có bóng tóc 12V hoặc 48V. Tất cả những cái đèn bóng tóc ấy thì các bạn có thể thay đổi bóng từ 12, 48. Các bạn lưu ý. Còn tất cả những cái đèn LED thì mặc định là 12 và không thay đổi. Cái mẫu đèn này thì cũng rẻ thôi, chỉ có 65.000 một đôi. Các bạn là tùy theo khổ xe các bạn lựa chọn các cái mẫu đèn cho nó phù hợp. Kích thước thì trong này mình có nêu hết rồi. Như cái mẫu này là chiều dài là 20 và chiều rộng là 7. Đây các bạn xem qua và lựa chọn cho mình cái mẫu nào nó phù hợp. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ. Và nhớ nhấn vào cái biểu tượng hình quả chuông để khi có video mới ra thì sẽ nhận được thông báo. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video của mình. Mọi chi tiết liên hệ số điện thoại 0983 818 955.